Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, quả thật là không có gì nhanh bằng thời gian. Thoát một cái, đã 10 năm trôi qua kể từ khi chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên cập bến Vịnh Cam Ranh. Trước đó, vào ngày 3 tháng 1 năm 2014, tại quân cảng Cam Ranh, sau hơn một tháng hải trình vượt qua ba đại dương, chiếc tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên 182 Hà Nội đã được hạ thủy khỏi tàu vận tải Rôn Đốc cập cảng an toàn. Tàu 182 được đưa vào biên chế của Hải quân Việt Nam đã khẳng định là một trong những thành phần nòng cốt trong việc xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của quân đội nói chung và Hải quân Việt Nam nói riêng. Kể từ 182, lần lượt sau đó, tính tới ngày 28 tháng 2 năm 2017, Nga đã hoàn tất việc bàn giao tận tay Hải quân Việt Nam 5 chiếc còn lại để chính thức đưa lữ đoàn tàu ngầm 189 vào hoạt động là nắm đấm thép mang tính răn đe chiến lược của Việt Nam trên Biển Đông. Đặc biệt, cũng trong năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Việt Nam, lực lượng tàu ngầm đã phóng đi quả tên lửa hành trình đầu tiên đánh trúng mục tiêu trên biển. Cuộc bắn thử là dấu mốc quan trọng trong lộ trình làm chủ vũ khí trang bị mới mà không cần có sự hỗ trợ từ chuyên gia Nga. Bên cạnh việc làm chủ hoàn toàn trang bị kỹ thuật của lực lượng tàu ngầm, thì lực lượng đảm bảo kỹ thuật trong nước cũng đẩy mạnh việc tìm hiểu các công nghệ mới trên lớp tàu ngầm diesel điện hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay, hướng tới khả năng tự lực sửa chữa, cải tiến từng phần. Quả thật, bất cứ một sự hỏng hóc nào mà cũng phải đi kêu nhà thầu thì thật là bất tiện, mất thời gian và tốn kém. Chưa kể, nhiều loại thiết bị được thiết kế mang tính độc quyền hầu như không sửa chữa mà yêu cầu phải thay mới cả cụm. Do đó, với tinh thần tự cứu lấy mình trước, trong những năm qua, ghi nhận thực tế, quân đội ta đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đảm bảo kỹ thuật cho các tàu ngầm Kilo. Ít nhất, cho tới thời điểm này, chúng tôi có tìm được 3 đề tài, sáng kiến đã được thực hiện từ mấy năm trước để phục vụ việc đảm bảo hoạt động tác chiến của lực lượng tàu ngầm này xin giới thiệu tới các bạn. Một là đề tài thiết kế chế tạo, thiết bị ghi dữ liệu hình ảnh, âm thanh của tổ hợp thủy âm MGK-400 trên tàu ngầm Kilo 636 do đơn vị kỹ thuật lữ đoàn 189 phối hợp với Học viện Hải quân thực hiện. Theo các tài liệu của Nga, MGK-400 là tổ hợp thủy âm hiện đại được thiết kế, trang bị cho các tàu ngầm Kilo cũng như nhiều loại tàu ngầm khác của Hải quân Nga với vai trò chính là trinh sát mục tiêu dưới mặt nước và trên mặt nước. Hệ thống có các khả năng như sau. Tìm kiếm, phát hiện, xác định vị trí tàu ngầm và tàu mặt nước qua tiếng ồn khi hoạt động của chúng. Theo dõi mục tiêu hoàn toàn tự động, tối đa tới 12 mục tiêu, chặn tín hiệu siêu âm, truyền từ tàu ngầm, tàu mặt nước và ngư lôi. Phát hiện, định vị mục tiêu, đo khoảng cách ở chế độ chủ động. Dò mìn, phát hiện chướng ngại vật để điều hướng tàu với khả năng phát hiện thủy lôi cách tới 1,8 cây số. Tự động phân loại mục tiêu và nhắm mục tiêu bằng vũ khí dưới nước. Liên lạc dưới nước ở băng tần thấp đến 30 km và liên lạc băng tần cao đến 20 km, nhận dạng bạn thủ và đo khoảng cách. Giám sát tiếng ồn, dự đoán phạm vi hoạt động của sonar đối phương, tự động kiểm tra, khắc phục sự cố hệ thống sonar. Sonar MGK-400 có khả năng bao quát góc phương vị 360 độ, có thể phát hiện tàu ngầm với độ ồn 0,05 Pascal trên hertz ở cự ly 16 km. Nếu độ ồn phát ra cao hơn con số này thì khả năng xác định càng xa hơn. Với mục tiêu tàu mặt nước với độ ồn 10 Pascal trên hertz thì cự ly phát hiện đến 100 cây số. Được biết, so với các tàu ngầm Kilo 636 của Trung Quốc nhập khẩu từ đầu thập niên 2000, phiên bản Kilo 636 của Việt Nam được nâng cấp với tổ hợp sonar MGK-400M có nhiều tính năng tốt hơn so với mẫu MGK-400E. Thế nhưng, khi đưa vào sử dụng ở Việt Nam, chúng ta mới gặp một bất lợi mà theo nhóm tác giả, tổ hợp không có chức năng và thiết bị lưu trữ dữ liệu âm thanh và hình ảnh, hạn chế cho công tác lưu trữ, phân tích dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Do đó, hiện nay, ở các đơn vị thường sử dụng phương pháp chụp lại ảnh màn hình tổ hợp khi làm nhiệm vụ, kết hợp dùng máy ghi âm để ghi lại âm thanh, phục vụ cho việc nghiên cứu. Việc làm này có hạn chế đó là âm thanh không rõ, hình ảnh bị mờ, nhòe do thiếu ánh sáng và không đồng bộ giữa âm thanh và hình ảnh đối tượng, dẫn tới việc khó khăn trong quá trình sàng lọc, lưu trữ, phân tích dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu thủy âm. Trên cơ sở khảo sát, phân tích các thành phần của tổ hợp MGK-400 màn hình MIX do Nga sản xuất, nhóm tác giả đã tiến hành chế tạo thiết bị ghi dữ liệu hình ảnh và âm thanh bằng các loại linh kiện hiện đại có sẵn trên thị trường thương mại. Cụ thể bao gồm các nội dung: phân tích thiết bị, lựa chọn và thiết kế phần cứng mới. Trên cơ sở phân tích màn hình MIX, phát hiện vị trí cổng xuất tín hiệu video dưới chuẩn LVDS, từ đó chế tạo bo mạch chuyển đổi tín hiệu LVDS sang VGA. Để đồng bộ dữ liệu âm thanh và hình ảnh, thực hiện phương án chuyển tín hiệu VGA và audio về chuẩn HDMI.
Xử lý dữ liệu theo thời gian thực và thiết kế phần mềm. Phần mềm có chức năng xử lý, giải mã tín hiệu video và tín hiệu âm thanh chuyển về định dạng MP4, cho phép điều khiển quá trình lưu trữ theo thời gian thực, có thể thiết lập các thông số về thời gian, dung lượng lưu trữ. Xử lý công nghệ chống ẩm và chống mặn xâm thực cho các bo mạch và chế tạo bo mạch nguồn. Thiết bị có vai trò quan trọng trong việc thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu thủy âm các loại mục tiêu tàu biển, làm cơ sở để huấn luyện chắc thủ sonar, đồng thời nâng cao hiệu quả sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu ngầm. Sáng kiến thứ hai đó là nâng cấp máy nén, biến tần và điều khiển cho tổ hợp điều hòa AKI-12 do vùng 4 Hải quân phối hợp với Học viện Hải quân thực hiện. Theo các tác giả, hệ thống điều hòa không khí AKI-12 trên tàu ngầm Kilo là một trong các hệ thống đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm điều kiện làm việc hiệu quả cho các trang thiết bị kỹ thuật và sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ trên tàu ngầm Kilo. Do sự khác biệt về vùng khí hậu giữa nơi sản xuất và Việt Nam nên quá trình khai thác tại đơn vị, các tổ hợp AKI-12 làm việc với công suất toàn phần hoặc quá tải dẫn tới tuổi thọ giảm nhanh. Các thiết bị này không được thiết kế để sửa chữa mà chỉ có thể thay mới, nguyên cụm. Đối với máy nén, do được thiết kế ở dạng đóng kín nên khi có hỏng hóc ở phần nén hay phần điện đều dẫn tới việc phải thay mới hoàn toàn. Đối với biến tần, phía đối tác chỉ cung cấp sơ đồ khối, không cung cấp bản thiết kế chi tiết nên không thể sửa chữa khôi phục. Trong khi đó, khả năng cung cấp từ đối tác hạn chế, giá thành cao và mất nhiều thời gian. Các hỏng hóc của AKI-12 khiến cho việc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, do đó bảo đảm làm chủ, quá trình khai thác, sửa chữa các hệ thống AKI-12 là vấn đề cấp bách. Để giải quyết yêu cầu trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nâng cấp máy nén, biến tần, điều khiển cho tổ hợp điều hòa trên tàu Kilo với các nội dung sau. Nghiên cứu thay thế một cụm máy nén, động cơ mới có công suất lạnh và công suất điện tương đương nhưng tách biệt hai phần máy nén và động cơ để dễ dàng thay thế độc lập. Cụm máy nén, động cơ phải bảo đảm các yêu cầu như sau: năng suất lạnh lớn hơn hoặc bằng năng suất hệ thống cũ, công suất điện lớn hơn hoặc bằng năng suất hệ thống cũ, môi chất lạnh như hệ thống cũ, kích thước cơ khí phù hợp với không gian đặt máy nén cũ, hệ thống chuyển dẫn môi chất phù hợp với hệ thống cũ. Nghiên cứu thay thế cụm biến tần điều khiển phù hợp với cụm máy nén động cơ mới, đáp ứng được công suất và điều khiển, áp dụng công nghệ tiên tiến nhưng vẫn duy trì hành vi khai thác như hệ thống cũ. Cụm biến tần điều khiển bảo đảm các yêu cầu sau: cung cấp đủ công suất cho động cơ lai máy nén và động cơ lai quạt thông gió, điện áp một chiều 175-320V, cường độ bức xạ điện từ trường bằng hoặc thấp hơn hệ thống cũ, kích thước phải phù hợp với vị trí lắp đặt hệ thống cũ. Việc bảo đảm khả năng làm chủ khai thác tổ hợp điều hòa AKI-12 góp phần nâng cao độ tin cậy, ổn định, bảo đảm tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ. Sáng kiến thứ ba đó là nghiên cứu chế tạo bộ răng làm kín cửa ra vào của tàu ngầm Kilo do Viện Hóa học Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ Quân sự chủ trì. Theo nhóm tác giả, hệ thống cửa ra vào của tàu ngầm Kilo có thiết kế đặc biệt phức tạp mà qua thời gian sử dụng lâu dài và do điều kiện khí hậu đã khiến bộ răng làm kín cửa bị giảm tính đàn hồi, bị lão hóa, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Hiện tại, vật tư thay thế không còn nhiều, khả năng nhập khẩu phụ thuộc vào đối tác, ảnh hưởng tới công tác bảo dưỡng toàn tàu. Do đó, nhóm nghiên cứu đề xuất việc nghiên cứu thành phần, thiết kế, sản xuất vật tư trong nước. Sau quá trình tìm tòi, nhóm nghiên cứu đã xác định được thành phần hóa học và bảng vẽ thiết kế răng làm kín cửa ra vào của tàu ngầm. Qua đó, chế tạo được 10 tấm vật liệu cao su có kích thước 300x500x20mm, có thành phần hóa học và tính năng cơ lý tương đương với vật liệu nguyên bản, chế tạo được 40 bộ răng để phục vụ thử nghiệm trên tàu ngầm. Kết quả, sản phẩm đảm bảo yêu cầu trong quá trình thử nghiệm tại bờ và thử nghiệm trên tàu. Ba sáng kiến trên là một trong các kết quả của việc cụ thể hóa chiến lược, nội địa hóa vũ khí trang bị kỹ thuật, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vật tư độc quyền từ nhà sản xuất, tiết kiệm ngân sách quốc phòng. Mặc dù với nhiều người có thể coi đây là những sáng kiến nhỏ nhắn, chẳng đáng tính tiền, nhưng với người làm công tác kỹ thuật, nhỏ mới có lớn, ít mới thấy nhiều. Nhỏ không làm được thì sao làm được cái lớn? Mỗi kinh nghiệm từ việc sửa chữa cải tiến trang thiết bị là bài học cho chính chúng ta khi phát triển các trang bị tương tự trong nước để phục vụ các dự án tàu ngầm nội địa trong tương lai gần. Mà gần đây, chúng ta đã bộc lộ tham vọng phát triển tàu ngầm cỡ nhỏ, một cấp độ cao hơn so với tàu ngầm mini. Một số anh em có thể một lần nữa đặt dấu hỏi về chất lượng tàu ngầm Nga nói chung, tại sao lại hỏng nhanh, tại sao phải sửa chữa, vân vân mây mây. Về điều này, tôi chỉ xin ngắn gọn: các bạn sử dụng xe máy của các bạn như thế nào thì tàu ngầm cũng như vậy. Muốn trang bị phương tiện tốt, dùng được lâu dài thì đòi hỏi phải được bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu, tăng hạng theo quy trình công nghệ. Không phải tự dưng mà nhà sản xuất xe máy, ô tô lại có quy định về số km, thời gian bảo dưỡng. Các bạn cứ thử để xe máy đi vài năm không bảo dưỡng xem các bạn thấy như thế nào. Đặc biệt là mấy bạn nữ mua xe về,
Cứ để thế mà đi, không thay dầu, nhớt, kiểm tra phanh lốp định kỳ, đến lúc hỏng thì hoảng lên, kêu sửa đắt. Tàu ngầm thì nó phức tạp hơn nhiều vì là trang bị quân sự và cũng yêu cầu cấp độ bảo dưỡng khắt khe hơn gấp nhiều lần. Thậm chí, quy trình phải rất nghiêm ngặt vì nếu không, chỉ một sai sót có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mà hậu quả nhãn tiền là vụ tai nạn tàu ngầm ARA San Juan của Hải quân Argentina vào năm 2017. Vì thiếu kinh phí, họ mặc nhiên bỏ qua quy trình nghiêm ngặt về bảo trì thay vì các đợt bảo trì trong vòng 2 năm thì công tác này kéo dài tới chu kỳ 5 năm. Một số bộ phận trên tàu đã không được bảo trì, con tàu ra biển lần cuối với 30 lỗi kỹ thuật. Mà hậu quả là 44 thủy thủ đã thiệt mạng oan uổng và vẫn còn nằm lại ở độ sâu 907m trên Nam Đại Tây Dương. Nói chung, càng hiện đại thì lại càng phải đảm bảo về quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt. Thế nên, đôi khi người ta nói vui rằng hiện đại thì hải điện cũng không sai lắm. À, hôm rồi, có bạn hỏi về tuổi thọ tàu ngầm Kilo là bao nhiêu? Này, tôi có tìm được tài liệu chính thống trên tạp chí Kỹ thuật và Trang bị. Xin chia sẻ thêm với các bạn rằng, đối với tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam, vòng đời của tàu được quy định là 25 năm, bao gồm cả thời gian sử dụng tại đơn vị và sửa chữa tại nhà máy. Trong đó, việc bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ tại nhà máy đối với tàu Kilo bao gồm sửa chữa cấp đốc là đưa tàu lên chiền, dốc để kiểm tra, vệ sinh, sơn sửa phần dưới mặt nước và các công việc khác không thể thực hiện khi tàu trên mặt nước. Sửa chữa cấp nhỏ là thực hiện các nội dung như sửa chữa cấp đốc, khắc phục các hao mòn, hư hỏng kết cấu thân vỏ và vũ khí trang bị kỹ thuật để bảo đảm khả năng hoạt động cũng như tính sẵn sàng chiến đấu của tàu. Sửa chữa cấp vừa là thực hiện các nội dung như sửa chữa cấp nhỏ và sửa chữa định kỳ kết cấu thân vỏ, vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định của nhà sản xuất để bảo đảm hoạt động và an toàn của tàu. Mà tính cho cả vòng đời của tàu, thời gian sửa chữa định kỳ tại nhà máy dự kiến khoảng 72 tháng, bao gồm 8 lần cấp đốc mỗi lần 3 tháng, 2 lần cấp nhỏ mỗi lần 12 tháng, 1 lần cấp vừa 24 tháng. Tổng thời gian sử dụng tàu tại đơn vị đó là lấy 300 trừ đi 72 tháng bằng 228 tháng, tương đương với 19 năm. Về chi phí bảo đảm kỹ thuật cho tàu ngầm Kilo theo vòng đời của Hải quân Việt Nam rơi vào khoảng 75,5% giá trị mua tàu. Ước tính giá mỗi chiếc Kilo của Việt Nam là 300 triệu đô. Vậy, vị trí tổng chi phí bảo đảm kỹ thuật cho tàu suốt 25 năm đó là 226 triệu đô, tính cả 6 chiếc là gần 1,4 tỷ đô rồi. Đấy, thế mới nói, mua vũ khí là một chuyện, có tiền mà sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật, đảm bảo tính năng hay không lại là chuyện khác. Số tiền này có thể tiết kiệm bằng việc tự chủ nguồn linh kiện, công tác sửa chữa. Thế nên, ngược lại câu chuyện ở phía trên, tôi nghĩ các khán thính giả sẽ hiểu được phần nào lợi ích của chuyện nhỏ. Còn sau 25 năm sẽ thế nào? Lúc đó sẽ tới câu chuyện tăng hạn. Được biết, tổng niên hạn sau khi đại tu tăng hạn của phiên bản đầu tiên tàu ngầm Kilo đề án 877EKM là 35 năm. Kilo 636 có khả năng sẽ dài hơn một chút, tầm cỡ 40 năm.